Chào anh em nha. Hôm nay mình làm clip mình sẽ nói về cái bạn già anh em hỏi gì mà cái hút bệnh hoài. Thì bữa nay mình sẽ làm lại cái hút trị bệnh cho gà anh em nó hiệu quả cao. Mình thì không có xài thuốc gì nhiều cho anh á. Mình chỉ xài cái thằng đó chi sòn. Leucin đã lo nắp về. Chỉ có hai chai này thôi. Ha, hai chai này và mấy cái bỉ vi bông thanh á thì anh em là cũng biết trong cái môn chơi gà này ai cũng biết bi bông thanh đó trên đó, thì những cái loại này đều mà nào phải tẩy phú y chứ không phải thuốc tây nha, phú y nha. Nên nhớ là lincoxin nó màu vàng nha, cái nắp vàng chứ không phải là linco ớt linco gì tao lúc lúc dưa trên đó, linco Ấn Độ không phải luôn. Đúng hàng lincoxin nắp vàng Đài Loan và cái hàng doxycon, hai cái hàng này nó kết hợp với nhau nó chỉ rất là nhiều bệnh và cứu được rất là nhiều con gà của mình. Nhiều cái loại thuốc lắm nhưng mà nó mắc tiền hơn. Đúng chỉ mình xài những cái nào mà nó rẻ tiền mà nó đạt hiệu quả cao thì mình chạy. Nói chung về cái thằng doxycon này á thì nó là sưng mặt nè, chảy mũi nè, sưng mặt chảy mũi, khò khè thì nó không hay, cái này đặc biệt là không có hay gì cái khò khè. Nó thì anh em cứ xài đi rồi anh em sẽ hiểu, nó hay về cái là sưng mặt, đặc biệt sưng mặt nó cực kỳ hay và nó bị cái nữa là chảy mũi nó cũng rất là ok nha. Còn khò khè thì nó không hay bằng cái thằng, nói chung cái thằng này á thì nó nhiều hơn, cái trị được nhiều bệnh hơn cái thằng doxycon, thằng lycosin đó nó trị được nhiều hơn. Bữa nay mình nói cho anh em hiểu nha. Cái thằng doxycon này cái thực chất của nó là những con gà nào mà bị bệnh yếu á, anh em đừng nên cho nó ăn chích. Lúc mà chích cái thằng doxycon này á thì mình hạn chế cho gà ăn nhiều, chỉ ăn ít thôi. Tại vì cái thằng này á thường thì chích là nó bị chậm tiêu nè, nó ngộ cái chỗ đó đó, chích mà sưng mặt nào đó nó hay nhưng mà nó sẽ làm mình con gà mình nó bị chậm tiêu. Thì anh em xài thì tự nhiên anh em sẽ hiểu. Nó không trị gì được cái đường ruột hay nha, nó không hay gì cái đường ruột. Mà đặc biệt cái là chích vô nó chậm tiêu. Cái hàng này là đặc biệt, cái hàng doxycon này. Doxycon đặc biệt là trị nó chảy mũi sưng mặt là nó hay thiệt, nhưng mà cái là chích là thường con gà mình bị chậm tiêu nè. Cái thằng lycosin này á thì cái sưng mặt nó không được, nó chỉ chạy mũi, khò, khẹt, sốt và cứu được những con gà mà nó đứng. Con gà anh em tự nhiên anh em đang nuôi mà thấy nó hay nhất là cái này, là nó đặc biệt nhất nha, tâm đắc nhất về cái hút này là nó. Con gà anh em đang đứng bình thường tự nhiên họ cái gà anh em đứng nó sặc mà nó hướng cái cổ lên, nó hướng cái cổ thẳng vậy nè, nó hướng không mà nó hở cái cổ nó phình muốn mặn cùng tay mình vậy. Rồi che nó phỉnh cổ cho bả nữa, cầm tay gà nào nó muốn mặn cầm tay luôn, ghê lắm. Đứng nó hước nó thở cơ mà, nó khẹt 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 rồi nó thở, nó hước là mình nói anh em mình nó bị nhặt cái phổi rồi. Nó rất là mau đi, mau đi xa, đăng sức á. Thì cái thằng này mình chích vô là trong vòng nửa tiếng đảm bảo anh em con gà nó hạ tuyệt bình thường luôn. Nó hạ liền, tại vì mình cứu được rất là nhiều con gà rồi. Nó hiệu quả rất là cao. Và nó trị gà khò khè nè, gà đang đứng nó sặc, đứng nó sặc thì chích cái thằng này nó cũng rất là hiệu quả. Và mới bị thì anh em nên chích chứ đừng để gà lâu quá, bởi lúc nào thuốc mình cũng có sẵn trong nhà trên đặc biệt lúc nào mình có sẵn hết, mà nó cứu rất là nhiều gà nha. Và nó trị được cái là cái đường ruột gà anh em đúng hay nè ha. Mình nói cái phân tích cái nào đây cái đó ra ngoài, nó trị về cái đường ruột phần xanh phần trắng, mà phải kết hợp với hàng viên thanh với hàng đô hàng trăm bót nữa. Nói chung là những cái clip mà anh em muốn cái gì anh em bấm gì cái clip mà hút mà chị gà khò khè bệnh rồi đó, đường ruột rồi đó, thì mình đều có ở trên đó mình nổi hết. Còn cái clip này chúng mình đã phân tích cả hai cái thuốc và những cái bệnh khác thôi. Thì nó hay nhất là về những cái lúc mà mình trị bệnh, những cái bệnh đó là nó hiệu quả rất là cao. Con gà này bị sốt nha, bị sốt đứng cái nó đứng rất là bình thường mà tự nhiên cái mặt nó hơi tái rồi hơi tái, có con chịu chứng nặng á thì nó hơi tái nhưng mà nó chậm chết,
Còn cái con triệu chứng mà nó bình thường hơn là con gà đang đứng cái mặt đỏ bừng vậy đó, tự nhiên nó gục nhẹ cái đầu xuống, cái đầu cái họ nó nằm nó liệm chết luôn. Anh em thấy bệnh đó chưa? Đó là những con gà đó thuốc này là chỉ có cái chai này là mình chích là nó hiệu quả nhất trong các cái chai thuốc khác. Cái thuốc gì mà bên thú y á, mình cũng biết hết, nhưng mà không có cái thuốc nào mà nó bằng cái thằng gà này. Nó hay, đúng là nó hay thiệt nha. Đây mình cứu rất là nhiều gà đứng sặc nè, đứng hước thở không nổi nè, phình cổ nè, khò khè nè, đường ruột nè, nó rất là hay. Mình cứu được rất là nhiều gà. Và thêm cái thằng Diêu Thanh nữa nha, phải có kết hợp những cái thuốc tre. Thì thường thì á, thì con gà mà bị sưng mặt á, nó chảy nước mắt nè, sưng mặt, chảy nước mắt, sưng con mắt lên á, kêu là sưng mắt á, nó thì mình chích cái thằng doxycycline này không, chứ không có chai này mình chích cái thằng doxycycline này không cũng được. Và mình kèm theo là chai Lusat. Mỗi lần mình chích cái con gà, như con gà tre thì mình chích nó 0,5, ngày nào mình chích 1 xe thì mình nhỏ cho nó hiểm là gà tre 8 giọt Lusat, ngày nào là 15 giọt, gà tre nhỏ ký 8 giọt và bữa chí phía mình 12 giọt vậy thôi, không gì chứ không có ảnh hưởng gì đâu. Tại mình nói anh em tiếng giọt chứ mình là chơi đại, mình bóp xịt đại vô không chứ mình không có đếm đâu, mình đếm cái hình thức á, mình nói cho anh em hình thức á. Thì chích cho nó 2 ngày liên tục và làm gì thuốc á, thì mình chích nó 2 ngày, còn uống thì uống 1 ngày 2 lần. Viên ông Thanh thì gà tre 2 viên, gà nồi 4 viên vậy thôi. Chích một lần mình chích xong mình cho nó uống như vậy mình nói. Còn nó hay hơn á, thì nó bệnh gì con mắt á, nó bệnh gì cái này nọ á, con mắt nó có cái viền trắng, nó không có sưng mặt nha, con mắt nó sẽ bị nhiều cái bệnh nó lạ lắm, con mắt nó viền trắng như nè, nó trắng nó tái cái chỗ trùng con mắt hết. Thì hai cái này kết hợp vô nó hay hơn là mình chích như gà tre, chích 25 cái hàng gút này ra, 25 này, gà nào thì 50 này, 50 này mình chích trong vòng 2 ngày, nếu con bị đang nặng chích 3 ngày luôn được, ngày mũi và kèm theo luôn Diêu Ung Thanh, không khỏi là ngộ sát. Diêu Ung Thanh không có là gà tre 2 viên, gà nồi 4 viên. Và tối thì mình uống nó gà tre, uống thêm một thử thuốc đó là 2 viên, gà nồi 4 viên nữa. Mình đảm bảo này nó hiệu quả rất là cao. Sưng mặt thì mình cũng làm nó y như vậy thôi, rút hai cái này. Nhưng mà anh em lưu ý á, cái lúc mình rút cái hàng doxy 1-2 dàn liên cô này á, doxy này lót dạng á, thì mình rút cái hàng doxy son này trước. Doxy son là mình rút trước, tại vì nó là dạng thuốc đậm đặc, đậm đặc. Còn đây là thuốc lỏng, mình rút cái hàng doxy này trước nè, cho nó nhiễu từng giọt rất là lâu. Thì mình rút cái hàng này xong, mới rút cái hàng này là rút xong là anh em đảo cái ống chích xong mà chích liền, không có để ngoài, không có để ngoài lâu được. Giờ anh em vừa để ngoài chiếu vào hai cái thuốc này nó đông lại cái hàng doxy này, nó gặp cái hàng limcoxin để lâu là đông lại cứng nhắc luôn, nó như nước đá vậy đó, nó lạ cho đó. Thì mình rút cái hàng này ra, tại sao rút cái hàng này trước? Tại vì mình nếu mình rút cái hàng limco này trước á, rồi mình rút cái hàng doxy nó nhiễu chậm, nó nhiễu lâu á, thì nó sẽ vô nó bị đông thuốc trong cái ống chích của mình, thì lốc chích không được nó cứ ngắt sợ chích, nó đông liền. Thì mình rút cái hàng này trước, mình rút này sau mình chích liền nó mới hiệu quả. Thì nó trị về những cái con gà, thành phần của nó đây là nó nhiều, anh em nói là hai cái này nó giống nhau, thành phần giống nhau, nhưng mà nó giống nhau cái nó giống nhau là hai tàu lao á, mỗi hãng mỗi khác nhau và công thức nó vậy thôi, nhưng mà nó khác hết. Cũng như bên đây tôi bán phở bò, anh em bên kia bán phở bò, nhưng mà cái nguyên liệu nó giống nhau không? Nó giống nhau nhưng mà cái gia vị người ta nêm nếm nó giống nhau, nó không có giống, nó khác hết trơn nè. Anh em đừng có lầm lẫn như tối ngày anh em đọc cái công thức này, cái trong đây nó có cái gì, trong đây nó có cái gì, anh em được cái đọc cái đó, cái nào chích nó hiệu quả như thế nào mình chích, mình sử dụng nó hiệu quả rất là cao, thì mình cứu được rất là nhiều gà nha. Đó thì mình nói anh em là nó đặc biệt nó như vậy. Thì mình tìm hiểu rõ về hai cái chai thuốc này, mình mới kết hợp mình chích với nhau, nó đạt cái hiệu quả đó mới cao, nè hiểu không? Thì mình cũng không có cần gì phải mua một cái chai bự nha, không cần mua chai lớn, chỉ mua chai nhỏ thôi. Tại vì cái hàng doxy này có chai, có chai lớn nữa, cái hàng này nó không có đâu, hàng này nó có chứ 20ml gì thôi, nó không có. Thì mua nuôi gà thì nói chung mình nuôi thì không có cần cái chai, mua cái chai bự, mua chai nhỏ rồi. Tại vì nếu mà mua cái chai này mình rút cả thuốc á, mình chỉ là mỗi lần mình chích rồi thì cái chai nó để lâu cũng có được, nói chứ thời hạn nó là bao nhiêu ngày thôi. Còn như anh em ví dụ mua cái chai trà bá thì anh em chích gà anh em có bị nhiều đâu, chích rút ra xong cái rồi còn như đó để lâu cái nó bỏ gì, đúng không? Mình mua chỉ là những chai nhỏ mình chích nào hết mấy chai khác, chứ đừng bao giờ mà mua cái chai bự.
nó đặc biệt cái chỗ đó đó. Thì hai cái chai này lúc nào nuôi gà mới có hai chai này là nó cứu được rất là nhiều gà nè, rất là nhiều bệnh nè, còn nhiều bệnh khác nữa. Nói chung thì nó cũng kèm với cái này, uống với thuốc cây thôi, đúng không? Gà như đang đứng mà thấy nó phải phân ra, nó phân lỏng bằng nước nước đó, thì anh em chích cái thằng này cho bệnh này. Chích đặc biệt cái thằng này nè, chích cái thằng này đi, có viên thành cho uống liền, ngày chơi 2 viên ngày nào cũng viên, đảm bảo anh em làm quay mà thấy phân gà anh em đi dặn nó đi đặt lại liền, nó không có bị lỏng giống vậy nha. Thôi thì con gà đang em nó vừa bị cái đường ruộng nó rất là lạ, nó ăn uống vẫn là bình thường, nó tiêu quá bình thường, nhưng mà nó phạt ra phân lỏng phân nước, phân lỏng phân nước là không phải nó uống nước nhiều, cái bệnh là tại cái bệnh nó như vậy. Còn con gà mà anh em cứ thắc mắc là con gà nó uống nước nhiều nó đi phân lỏng, thì tất nhiên nó uống nước vô đi phân lỏng, nó đâu có đi đái đi đâu, con gà nó đi đường ruộng nó chỉ có uống vô là đi ra nước vậy thôi. Thì cái đó của anh em, nếu mà nó ra nước bình thường mà con gà ăn uống bình thường, nó vẫn sung cái bình thường, thì con gà nó không có bị gì hết, anh đừng sợ. Cứ anh em thấy con gà uống nước để như cống nước, anh em thấy nó để ướt cái bậu trên, cái hết hộp chích thuốc, anh em chích thuốc, chích thuốc làm cái gì, khổ cần chích cái gì cho nó tự động thời tiết con gà nó vậy, tự động con gà nó cũng bình thường lại. Và mình kiềm chế là cái cách uống nước của nó là mình để một ngày bữa sáng mình cho nó uống nửa cống nước, thì nó uống hết thì thôi kệ nó đi, không có chăm nữa. Cứ anh em thấy vậy, cái anh em chăm vô hoài, con gà nó uống hết nước, cái này cứ chăm vô hoài, nó uống nước hoài, nó lại nó đi phân như vậy hoài vậy sao. Thì anh em cứ lầm tưởng như là nó nói với anh em cái đó là không bị gì, nó bị thời tiết thay đổi thì con gà nó uống nước vậy thôi, nó không bệnh quậy hết. Trừ khi mà nó đi phân nước ra, mà nó uống nước nhiều, đi phân nước mà con mắt nó đỏ, nó nổi chỉ máu lên đỏ nè. Con gà nó bình thường là bệnh con mắt, nó chỉ nổi chỉ máu đỏ nhiều lên, con mắt nó đỏ là bệnh con gà nó bệnh chỉ máu đỏ, và cái mặt nó hơi tái xíu, và nó đi phân nước và nó phân nhớt trắng heo, mới kêu là con gà bị bệnh. Còn con gà mà nó ăn uống đi phân bình thường, nó đi phân nước ra, nó uống nước ra, con gà không có bệnh. Cỏ mình chích thuốc tự động con gà nó sẽ hết nha. Còn anh em cứ thấy con gà vậy, cái anh em nghe người ta nói, cái anh em cứ chích thuốc uống thuốc này uống kia hoài, có hơi con gà anh em luôn, tại đâu có bệnh đâu. Anh em để tự nhiên con gà nó bình thường lại à, tự nó hết thì thôi, nó không bị gì cho nó, đừng có sợ. Anh em cứ lầm tưởng con gà uống nước nhiều là nó bệnh, trời, nó không bị gì hết, nó có sao đâu. Theo mình nuôi gà mình biết mà, nó không bị gì cho nên đừng có sợ cái chuyện đó. Nên anh em nuôi gà đừng có nghe ai mà nói cái gì mà chích thuốc đi, chích thuốc đi, mà chích cái thuốc gì chích nó hết không, đạm mà không hết, nó vẫn vậy thôi. Con gà mình nói hiện tượng nó uống nước mà nó đi phân, cái con mắt nó đỏ nè, nó đứng nó hơi gút nè ha, nó đứng nó hơi gút, nó hơi chậm con gà lại, nó biết, nhìn con gà nó chậm mình biết liền, nó hơi chậm con gà lại. Giờ mình nhìn con mắt của nó nổi chi máu đỏ lên, con mắt đỏ khác, nổi chi máu đỏ là khác. Thì chị nổi chi máu đỏ là con gà mình nó đi phân nước lỏng, và nó có phè kèm hay phân nhớt trắng, thì đó kêu là con gà bị bệnh. Thì mình chích cái thằng Nicosin đại lon nắp vàng này về uống viên ung thanh cho mình. Nếu mà có thằng Cambot này uống một viên, gà chê một viên Cambot nha, Cambot một tỷ hút tây, cái tiêu đen á, uống một viên Cambot. Viên ung thanh thì chỗ uống 2 viên gà chè, gà nồi uống 2 viên là không một tiêu đen, 2 Cambot á, tiêu đen Cambot và 4 viên ung thanh. Chích cho nó một xê này, gà chè chích nửa 0.5. Thì đảm bảo anh em làm vậy cho mình đi, nó không bị gì trên á, đừng có sợ anh em, đừng có rối. Nuôi gà mà nhiều cách trị bệnh nó lạ lắm anh em, mình nói thiệt á, trị bệnh nhiều cái nó lạ lắm. Anh em đừng có đeo theo con gà nó bệnh, mình em cứ đeo chích hoài là đảm bảo con gà nó khô hư luôn. Anh em chích nó có thời gian bao nhiêu thôi, tự nhiên con gà nó sẽ từ từ nó hồi phục nó hết. Chứ anh em đừng có dội mà đổi thuốc. Thì mình nói trên thị trường này nó nhiều thuốc lắm, với nhiều người lên đây cũng chỉ rất là nhiều thuốc. Thì anh em cứ tham khảo cái nào nó hay thì anh em mua sử dụng. Mình ở đây nói chung là mình nghĩ chỉ là chia sẻ những cái mà cái cách trị bệnh của mình nó đạt hiệu quả cao với con gà, thì mình chia sẻ cho anh em thôi, đúng không? Chứ mình không có cái gì mà trên đây hết trên á. Thì nói chung là mình cứu được bao nhiêu con gà anh em mình cứu thôi. Thì anh em tin thì không, anh em mua thu hút sử dụng thì anh em biết. Và anh em bấm vô cái thuốc mà chị khò khè nọ đó, thì mình có chỉ trên đó mình chích bao nhiêu C, bao nhiêu mắt luôn. Mình có cái clip lâu rồi, thì anh em cứ bấm vô cái trang của mình đi, anh em bấm vô tìm kiếm anh em sẽ gặp thôi nha. Mình làm cũng rất là nhiều clip, mình chỉ dẫn uống bao nhiêu và nhỏ bao nhiêu, mình chích bao nhiêu mắt cái thuốc luôn đó, đủ hết nha. Hai chai này là nó cứu rất là nhiều gà nè nha anh em, chúc anh em thành công nha.